Em xin chào quý anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Nếu đây là lần đầu tiên các anh chị đến với kênh của em, các anh chị cho em xin một mục like, một đăng ký kênh và bật cái chuông thông báo để nhận được tất cả các cái thông tin cũng như dự án kiếm tiền mới nhất ở trên kênh của em nhé. Ở cái video hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến quý anh chị một cái chương trình airdrop đến từ cái sàn CU Exchange. Cái sàn CU Exchange này thì nó đến từ Hàn Quốc và nó đã ra đời hơn một năm rồi. Khi các anh chị tiến hành đăng ký và cái tài khoản trên cái sàn này thì các anh chị sẽ nhận được cái chương trình airdrop của họ, đó là 100.000 kỳ đồng STZU token. Token sàn này các anh chị chúng ta tranh thủ các anh chị đăng ký cái tài khoản, các anh chị nhận rồi các anh chị để đó được nhá. Sau 1-2 năm thì các anh chị vào các anh chị xem giá nó có tăng hay là không. Tăng thì tốt mà không tăng thì thôi, chúng ta làm miễn phí nên cũng không sao các anh chị nhá. Token sàn mà cũng là meme coin đấy. Nên cả chị đừng có bỏ qua nha, giống như con ship em của sang Google đấy. Đối với cái token này thì nó đã list sang PancakeSwap rồi, và khi các anh chị đăng ký, các anh chị có thể rút về cái ví Trust Wallet hoặc ví MetaMask luôn. Ở video này thì em sẽ hướng dẫn các anh chị đăng ký cái tài khoản để các anh chị nhận được 100 cái đồng STZU token này, và hướng dẫn các anh chị rút về ví Trust Wallet của các anh chị luôn nha. Rồi đầu tiên các anh chị click vào cái đường link em để ở bên dưới phần mô tả video đấy, nó sẽ đưa các anh chị đến giao diện như của em ở trên màn hình ở đây. Ở cái dòng thứ nhất và dòng thứ hai các anh chị giữ nguyên. Ở cái dòng thứ ba các anh chị nhập cái tên của các anh chị vào. Các anh chị nhập cái tên gì cũng được, tùy ý các anh chị thôi. Ở cái email này thì các anh chị điền cái email của các anh chị cần đăng ký. Ở cái mục country này các anh chị chọn chuyển qua và chọn cho em là Việt Nam. Rồi ở cái ô số điện thoại này các anh chị điền cái số điện thoại của các anh chị vào. Mật khẩu thì các anh chị đọc mật khẩu cũng có chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt nha. Ở cái dòng cuối cùng thì các anh chị lặp lại cái mật khẩu các anh chị vừa đặt đấy. Tiếp đến các anh chị nhấn vào chữ sign up để các anh chị đăng ký cái tài khoản. Rồi tiếp đến các anh chị nhấn vào chữ resend verification email ở đây, để các anh chị lấy cái email gửi về trong cái mail của các anh chị á. Các anh chị vào mail của các anh chị nhá. Đây có một cái mail của CU trên ở đây này, các anh chị click vào. Các anh chị kéo xuống. Các anh chị click vào chữ verify now ở đây này. Rồi các anh chị nhận vào cái dòng contract ở đây cho em. Đây các anh chị nhận vào đây. Rồi các anh chị kéo xuống, các anh chị click vào đây cho em này. Các anh chị nhìn thấy tổng cộng của con này là 1 triệu tỷ STZU nha, và hiện tại đã có 29.300 cái địa chỉ hold. Các anh chị nhận vào hình hai cuộn tập ở đây để các anh chị copy cái contract. Rồi sau đó các anh chị mở cái ví Trust Wallet của các anh chị lên nha, cái ví Trust Wallet hoặc là cái ví MetaMask. Các anh chị click vào cho em ở đây. Hình 2 giờ chậm đấy. Các anh chị click vào dấu cộng ở đây. Các anh chị chuyển đổi mạng sang mạng BNB Smart Chain. Các anh chị dán cái contract vừa sao chép vào đây. Đấy, nó tự động xuất hiện cái mã thông báo STZU cho các anh chị luôn. Các anh chị click vào chữ làm xong ở đây. Rồi bây giờ các anh chị click vào cái chữ nhận ở đây. Các anh chị click vào chữ sao chép ở đây. Sau đó các anh chị quay trở lại nhé. Các anh chị quay trở lại đây này. Các anh chị quay trở lại. Đây, các anh chị quay trở lại đây nha. Các anh chị kéo xuống cho em. Các anh chị click vào chữ claim now ở đây. Sau đó các anh chị dán kia địa chỉ các anh chị vừa sao chép đấy, để chúng ta tiến hành rút kia 100.000 cái STZU này về cái vị địa chỉ vị này. Các anh chị nhấn vào submit. Rồi, bảo là đã claim thành công. Bây giờ các anh chị vào cái vị Trust Wallet của các anh chị lại. Các anh chị kéo loát lại. Đấy. Như thế là chúng ta đã nhận được 100 STZU rồi. Đây là token sàn nên các anh chị chúng ta tranh thủ các anh chị nhận nhá. Các anh chị click vào đây này,
cái copy referral đấy để các anh chị sao chép cái đường link để các anh chị giới thiệu cho bạn bè của các anh chị. Nhưng mà ở cái chương trình giới thiệu này các anh chị không nhận được gì đâu, trừ khi cái trường hợp là trường dạy của các anh chị đầu tư. Còn trường dạy của các anh chị đăng ký qua cái đường link của các anh chị thì các anh chị cũng không nhận được gì đâu nha. Ở đây là cả cái trang mạng xã hội của bên dự án, các anh chị có thể join vào để các anh chị tìm hiểu thêm thông tin của dự án nha. Các anh chị vào lại cho em ba gạch, các anh chị click vào máy tìm. Đây là cái trường dạy của các anh chị đấy, để xem trường dạy của các anh chị nó hơi bị lạc đấy, nó sẽ xuất hiện ở đây. Như thế là em đã hướng dẫn các anh chị đăng ký cái tài khoản trên cái sàn CU trên này để các anh chị nhận được 100.000 cái đồng để giải u rồi nha. Bây giờ em còn xin kết thúc cái video tại đây luôn. Cảm ơn quý anh chị và tất cả các bạn đã theo dõi video trên kênh của em. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở video sau.